Vào ngày hôm nay, người dân miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã cảm thấy khá bất ngờ trước hiện tượng sương mù dày đặc. Theo dự báo, đến chiều ngày 21 tháng 4, khi mà không khí lạnh tràn về, thì sương mù và nắng nóng sẽ chấm dứt. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, vào sáng nay, toàn bộ khu vực Hà Nội cùng một số vùng lân cận mịt mù trong lớp sương mù dày đặc. Người dân đi làm từ sáng sớm bị ảnh hưởng do tầm nhìn hạn chế, nhiều phương tiện phải bật đèn chống sương mù. Sương mù duy trì đến 9 giờ sáng nay thì bất ngờ xuất hiện một vài hạt mưa, trời tối sầm sì. Tuy nhiên chỉ khoảng nửa tiếng sau, thời tiết lại có sự chuyển biến đột ngột khi trời nắng tạo ra cảm giác khá oi bức. Dạng thời tiết sương mù và âm u sẽ vẫn duy trì trong sáng mai, trưa chiều hứng nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ C. Dự báo đến trưa ngày 21 tháng 4, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh. Và chiều tối sẽ ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội, trời chuyển lạnh. Đó cũng là lúc tiết trời chuyển sang cốc vũ, cũng sẽ báo hiệu thời tiết bước vào giai đoạn mưa rào thường xuyên. Trên nền nhiệt cao, sự tranh chấp giữa các khối khí có thể gây ra các hiện tượng cực đoan như mưa đá và lốc xoáy, nên người dân cần chú ý đề phòng.